Hello oh, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với kênh channel trải nghiệm tivi của mình mình là trải nghiệm tivi đây và cũng đã um, uh, Nói tiếp chương trình thì cho mình xin chúc tất cả các bạn một ngày thật là vui vẻ nhiều niềm vui trong cuộc sống nhất là làm gắt làm ra gắt nhiều tiền trong một ngày để trang trải cuộc sống này nha và um, À, để tiếp tục cái sơ ghi hôm nay thì các bạn hãy uh, lắng nghe ít phút để mình nói nhảm cái lỗ tai nha Thì um, không để cho các bạn uh, chờ đợi lâu Mình uh, đã có uh, gom đủ đồ đây Và um, ngày phát đồ chính thức nha Ngày phát đồ chính thức là 20 tháng 3 20 tháng 3 là còn 2 ngày nữa nha 20 tháng 3 Những uh, bạn nào mà có xem clip này uh, thì uh, nhớ ngày 20 tháng 3 ha tại um, server 2K3. Ờ um, server 2K3, server 0. Server 2K3 nha, rồi vào server 0 tại điểm là Noria, đây chứ uh, Noria đây. Map Noria, dòng thứ 3 ở trên điểm xuống nha mọi người. Map Noria. Mình xin nhắc lại nha. Mình sẽ phát đầu vào ngày 20 tháng 3. Là còn 2 ngày nữa là sẽ tới kể từ cái video này mình lên sóng nói chuyện cái video này hôm nay là ngày 18 tháng 3 là còn hai ngày nữa mình sẽ phát đồ đây mình đã chuẩn bị rồi đây <laughs> Mình đã chuẩn bị 5 class nha 5 class các bạn nào mà có liên hệ cần giúp đỡ xếp đồ gì thì comment cho mình biết nha các bạn có xem được video này thì Uh, comment cho mình biết xếp uh, đồ đặng mình vào mình uh, chuẩn bị. Và <laughs> mình xin nhắc lại vào um, 9 giờ 9 giờ tối 9 giờ tối ngày 20 tháng 3 2020 mình sẽ phát đồ tại uh, map <laughs> Nokia server 2K3, server 02K3 nha. Các bạn nào có xem được clip này thì uh, comment vào cho mình biết xếp đồ của class lát là nhân vật đó mọi người. lát đặng mình biết, đặng mình uh, chờ giữ mình uh, soạn đồ sẵn. Mình uh, chỉ hỗ trợ xếp với vũ khí thôi nha, còn win uh, thì mình uh, chưa có cài gen kịp để uh, đáp ứng nha. Uh. Win tại vì nó bán quá mắc rồi. xếp đồ không mà mình mua uh, muốn uh, uh, muốn uh, sắp mặt rồi. Uh. Mỗi một món uh, Uh, hai ba chục đôi con không mình mua không không gài đâu coi giữ lắm nhiều rồi và để um, tiếp tục cái series hôm nay thì mình hướng dẫn cho những bạn uh, mới vào chơi không cần nạp nha, không nhấn mạnh là không cần nạp tiền mà vẫn chơi được có đồ vip như uh, mọi người, mỗi lần reset là mình nhận được vàng vàng uh, vàng là gen đó mọi người gen là này đây nó gen là cái dòng mà đỏ đỏ dưới đây gen để nhận được gen gen xong rồi mình về mình mua ngọc tại sơ bờ này là ngọc um, ở trong shop bán bằng gen rồi mình lấy ngọc đó mình đi bán lên chợ trời mình quy ra thành đê con đây mình sẽ vào cho mọi người xem đây 10 viên cái này chín viên à chín viên mà bán 45 mươi con nó thấy mọi người giải kiếm không và để um, tiếp tục đó là mình sẽ um, hướng dẫn cho các bạn làm sao mà không nạp tiền mà để um, có được ngọc mua um, mua ngọc rồi mua um, mua ngọc rồi quy ra được đây con nha mình sẽ về đây mình sẽ về map lorenca mình sẽ chỉ cho các bạn mua đây về cái map lorenca map quyền thoại mua bán trao đổi các kiểu các kiểu hay không tùy của máy của mình lan mà mình đỡ đó mình ở đó tầm 3 giây đến 5 giây rồi mình hãy di chuyển là mình sẽ không bị đít game dân ra ngoài nha cái này thì clip đó mình có nói rồi đây mình vào cô gái bán dâm ổ lộn cô gái bán diêm mình mua hai viên ngọc này mà cần thiết thì các bạn chỉ mua tâm linh thôi ngọc tâm linh là đây 299 triệu 299 triệu gen nó chỉ có 299 triệu gen thôi là được một viên ngọc mà một viên ngọc quy mình bán là có thể được 6 đôi con hoặc là 8 đôi con tùy theo người bán và để cách mà mình không cần nạp tiền mua gấu nè các bạn thấy con gấu panda này không con gấu panda này nó có nhiệm vụ là tăng s nè chứ nhiệm vụ là nhặt gen đây mình có con đây đây tăng 50 s nè và phòng thủ nè đặc biệt là nó lậm gen cho mình xung quanh mình không cần mua nha không cần đầu tư để mua một con tới 69 đây con lặn mắt lắm 69 con mà mình vẫn uh, có được gen đây mà các bạn là lưu ý nha cái uh, nếu mà mình uh, được cái này thì mắc cái kia mình được cái kia thì mắc cái nọ nếu các bạn có gấu thì các bạn mau reset uh, gen nhanh mà đổi lại là các bạn tốn con rất nhiều tại vì uh, mình reset yếu nè quái tấn công mình mình hao máu nhiều là con gấu hao máu nhiều nó còn cái mình hướng dẫn các bạn cái cách này vừa chơi có được reset có được gen để đổi ra được uh, mua ngọc đổi ra được đây con các bạn tha hồ muốn mua gì mua đây mình sẽ vào hướng dẫn nha đầu tiên các bạn vào cái con mắt đây con mắt có màn hình các bạn bấm vô chữ auto item auto item các bạn cứ bấm uh, vô là tự động nhặt gen tự động nhặt gen nha là các bạn uh, lúc mà dùng skill đánh quái farm quái là gen nó gớt ở chỗ nào là mình nhặt được chỗ đó các bạn mới vào chơi mình sẽ hỗ trợ cho các bạn một set đồ tăng ba phần trăm gen rồi ý uh, ký nghĩa tăng ba chục trăm gen đó là không phải là bạn mấy bạn nhận gen nhiều hơn người khác nha mà cái tỷ lệ gớt gen nhiều hơn người khác là gớt vàng nhiều hơn á ví dụ ở bài quái này đi mình ra mình uh, ví dụ bài quái này cái bãi quái này mình quấn là tầm khoảng một phút tầm khoảng một phút nó rớt 10 lần còn các bạn mang cái set gen vô các bạn quấn tầm khoảng một phút nó rớt 20 chục lần ba chục lần gen đây mình sẽ bật quái lên mình sẽ dùng skill nè tự động có gen nó sẽ lụm nó các bạn thấy không tự động có gen là nó sẽ lụm và mình sẽ chỉ một cái mẹo nhỏ cho các bạn mà vừa chơi vừa lụm gen hiệu quả nhất nha vừa chơi vừa làm danh hiệu quả nhất chỉ có hai class, một class Magit mình xài Magit phép để đi trên, cái uh, class thứ hai là class quay để uh, dùng um, um, đi trên tự quánh tự nhặt gen rất là hiệu quả tại vì các bạn biết sao? Không? Tại vì skill của nó dùng lan được, nó dùng cái diện rộng nhiều nên mình quánh có quái gọn cái tự động nó có gen cái mình tại tự động lại như như gì mình lụm. Còn như ví dụ nè, mình di chuyển ra xa ở đây đi. Thì chuyển xa ở đây là bồ hắc long nó cũng chạy vòng vòng lại ở đằng đây nó quánh Có gian là mình chạy lên mình lụm Còn như ví dụ mình dùng skill này nó Mình dùng skill này thì nó 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 nó, nó lụm mấy hướng này thôi Còn mấy hướng khác là nó không có lụm được Tại vì nó không có chạy tới rồi Dưới cái diện tích diện rộng không có rộng được Là các bạn sẽ lụm gen ít hơn người khác Và chạy, chạy in chậm hơn người khác nó đây là một cái mẹo nhỏ để giúp cho các bạn chơi không cần nạp tiền nhắn mạnh nha không cần nạp tiền mà cũng dẫn quýt bình thường dẫn quýt chẳng có đồ ngon bình thường để tranh um, um, đua hơn thua với người khác mà đều đặc biệt nha các bạn phải chịu khó cài nó game này là game cài cuốc mà phải cài vô máy xế không được thì mua máy cài cho nó bự cài đẳng lẹ nó bư đắt lên cho nhiều một chút các bạn thấy không mình không dùng gấu mà cũng dẫn lụm gen được mình tại mình vừa cho in vừa lụm gen mà Ờ, mình dùng cái um, cờ lát nào mà có sự kêu diện rộng là mình chai vừa trên vừa lập gen rất là hiệu quả đây điển hình như magit nó mình sẽ lên các map khác cho các bạn xem mình lên uh, map uh, mình lên map ta căng đi ta căng đi cho nó nhiều một chút cho phê các bạn uh, chịu khó coi mình uh, lên map ta căng nha nó thấy không lúc mà di chuyển map thì các bạn cứ uh, phan hay đi dội cứ đợi ra đây ngắm bầu trời trong xanh đẹp đẽ một lát rồi mình hãy đi đừng có gấp đừng đi dội vàng gì đó mà dấp phải đá mà vàng phải dây gì đó té chết nó không té mà nó đít văng ra ngoài ví dụ ba quái này đi mình sẽ phạm chị kêu vô đó ba gì kêu vô nó lụm gen thì thôi nhé luôn á nó như thế là gen của mình đã tăng ầm 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 lên tăng lên nó các bạn ha mình các bạn nào mà xuyên ha có chơi được trên PC thì lụm gen rất là hiệu quả nha chơi trên PC là mình cấm mình khỏi cần dùng điện thoại vừa sạc cho chơi còn những bạn nào mà mua được cái điện thoại tốt chút xíu cầm pin chút xíu ha và có cái nguồn sạc ổn định như là nguồn sạc ổn định là mình ví dụ như là cái cây Uh, máy Samsung rồi cũng sạc Samsung xịn đó các bạn có thể vừa sạc vừa chơi được tại vì cái đó là cái nguồn sạc ổn định vừa sạc vừa chơi được các bạn cắm qua đêm đi đảm bảo một đêm các bạn có thể kiếm cho là 1 tỷ tới 2 tỷ gen 1 tỷ tới 2 tỷ nha mình nhấn mạnh là 1 tỷ tới 2 tỷ tại lúc trước mình chơi như vậy đây mà mình có được cơ ngơi sự nghiệp là đầy đủ hết game này mình không nạp vô 1 ngàn luôn nha không nạp vô chỉ 1 ngàn luôn là mình có đủ hết, bạn này rủ mình đang uh, lụm gen, mình uh, không có cần uh, vào nhóm để mình lụm gen cho nhiều một chút, mình không có nạp một luôn, mình mới đầu mình chơi mình chịu khó vừa cấm auto vừa nhặt gen như vậy, có từ từ rồi mình mới mua gấu, mua gấu rồi cho level mình nó tăng lên, ngủ hoài thôi đồng ý luôn, mang tàu khựa trời. <laughs> Gửi qua mình đồng ý luôn Đang mình farm quá chỗ này Mình vừa nói chuyện luôn cái Mình chơi là mình chịu khó Mình lúc trước mình cắm qua đêm Mình xài cái máy cùi mía lắm mọi người Mình không có sợ hư đâu Cái máy cùi mía mà Cùi đâu có sợ lỡ Mình vừa chơi vừa sạc luôn Mình cấm xuyên suốt đâu Có khoảng 2 tầng 2 tầng hay ba tầng đó 2 tầng 3 tầng là giờ đó mình giàu lên nha Mình phắt lên rồi đó mọi người phắt lên rồi đó Mình đầy đủ gen hết Quá trời nhiều gian mình mới đi vô mua ngọc mà mình chỉ mua ngọc tâm linh thôi nha, đừng mua ngọc đừng có mua ngọc ngọc kia mà màu xanh là một gì ta. Ngọc hổng nguyên không phải ngọc tâm linh rồi ngọc kia cái ngọc gì đâu quên luôn rồi. Cái mình chỉ mua ngọc tâm linh là ngọc màu đỏ thôi mọi người, ngọc viên ngọc màu đỏ. Viên ngọc màu đỏ đó mọi người bán có thể là từ cộng 1 cho đến cộng 9 được, còn cái viên ngọc kia mình ngọc màu xanh xanh kêu quên này mình chỉ cộng lên tới 6 thôi mà cái tỷ lệ cộng của nó là không có sạch còn cái ngọc của mình từ 1 lên tới 9 thì tỷ lệ nó sạch nó cao hơn chút mà các bạn mua ngọc đó các bạn bán đi nó dễ bán các bạn gộp 10 viên các bạn đăng là 45 hoặc là 47 còn những có quen mấy anh bờ gồ nào thì các bạn cứ treo 50 rồi kêu ảnh mua tiếp mua dùm dài lần thì các bạn tầm khoảng 30 viên là mới bán được 100 gửi để con này đó nó có thể chiết ra mua được một con gấu mà cái mẹo xài gấu đó, thì chừng nói clip sau mình sẽ chỉ cái mẹo xài gấu cho ít thao máu nè rồi con gấu lâu chết nè hiệu quả tăng liver reset cho mình nhanh với nhặt đồ cho mình nhiều nhặt gen cho mình nhiều lâu chết nha để khỏi các bạn không biết các bạn mua con gấu 69 đây con các bạn chỉ reset có vài ba lần thôi là con gấu các bạn đã chết nha ổn để con lắm các bạn chưa có cài đủ số ngọc để bán nữa là gấu chết rồi cái uh, uh, clip mình uh, thì chỉ uh, hướng dẫn nôm na tóm tắt và thông báo bây giờ thôi mình xin nhắc lại nha ngày 20 tháng 3 lúc 9 giờ tại server 2k3 vào server không map nokia mình sẽ phát đồ tại đó đủ năm nhân vật datchin magid uh, Face uh, Face là cung nữ với uh, datchlot quay mình sẽ phát đủ năm nhân vật nha một số là đầu danh còn một số đồ là hp một số đồ là phản Cầm... các bạn nào mà xem được clip này có um, cần mình hỗ trợ thì cứ comment cái set đồ mình sẽ vào đó mình soạn comment xếp đồ comment cái tên nhân vật mình sẽ vào đó mình um, um, phát đồ cho nó giải và những bạn nào mà có xem được cái clip này thì cho mình xin một lượt đăng ký một lượt like một lượt chia sẻ để mình uh, um, có tinh thần động lực để làm những clip hay hơn và các bạn các chia sẻ cho những ai mà không có đồ thì mình vào mình um, Uh, phát đồ nha phát đồ cho những uh, bạn mới chơi những anh bờ rồi rồi thì uh, nhắm mắt làm ngơ ha nhắm mắt làm ngơ đi cho em út nó làm clip cho em út nó mần clip cái rồi uh, mấy anh nào mà dư đồ quá thì uh, comment comment tên nhân vật uh, uh, có lòng hảo tâm thì cứ dơ đồ cho em em phát cho những bạn mới và uh, clip của mình sẽ xin uh, kết thúc tại đây xin chào và hẹn gặp lại ở clip phát đồ lần sau máy bay